Đây là nhà máy nước sạch Vân Canh đặt tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, đầu tư với số vốn 7,1 tỷ đồng, được đưa vào khai thác từ tháng 1 năm 2013, nhưng hoạt động cầm chừng không được bao lâu thì đắp chiếu. Khi được hỏi thì chủ đầu tư cho biết công trình đã được bàn giao về cho huyện Vân Canh, nhưng cả chục năm qua bị bỏ hoang. Công trình được khởi công từ năm 2012 do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, theo nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn, vốn Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh. Theo người dân địa phương, công trình đi vào hoạt động cầm chừng đến năm 2015 thì ngừng hẳn và bỏ hoang cho đến nay. Trong khuôn viên nhà máy nước này có 3 khu nhà, một bể chứa nước, bể xử lý nước đều bỏ hoang. Tại khu nhà điều hành chính đang có một số công nhân xin vào ở để làm việc ở thị trấn Vân Canh. Ban đầu nhà máy có công suất thiết kế 1.400 m khối một ngày, dự kiến sẽ cấp nước sinh hoạt cho 12.000 dân ở các xã Canh Thuận, Canh Hiệp, Canh Hiển và thị trấn Vân Canh. Theo một lãnh đạo thị trấn Vân Canh, trước đây khi đi vào hoạt động để có nước thì nhà máy phải bơm từ suối Phớn ở thị trấn Vân Canh lên để xử lý thì mới cấp được cho dân. Nhưng chi phí bơm hoạt động rất tốn kém nên nhà máy hoạt động không được lâu thì dừng hẳn. Còn theo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh, trước đây khi đưa vào khai thác, các đơn vị chức năng tỉnh tính toán giá nước sinh hoạt 4.500 đồng một mét khối. Tuy nhiên người dân địa phương thì đa số người miền núi, dân tộc thiểu số nên mức giá đó người dân không đồng tình. Trước đó, địa bàn huyện Vân Canh có doanh nghiệp cung cấp nước tự chảy với giá từ 500 đến 750 đồng một mét khối mà người dân cũng không mặn mà. Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, trước đây khi đầu tư công trình thì giao về cho huyện Vân Canh để quản lý khai thác. Vì vậy, việc nhà máy bỏ hoang lâu năm thì phía huyện cần có thông tin cụ thể, kiến nghị đề xuất để tìm giải pháp khắc phục hoặc bàn giao về sở để tính toán lại. Trong khi đó, ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cho biết, toàn huyện vẫn chưa có hệ thống nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân. Kể cả các trụ sở làm việc, doanh nghiệp chủ yếu dùng nước giếng khoan, nước dẫn từ suối tự chảy về.